chương 311, điên đảo âm dương. Võ Minh mang theo tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu đi ra ngoài, lúc này trư bác giới đột nhiên từ Westinger bên trong nhảy ra ngoài, lớn tiếng hét lên, ta đây lão trư cũng đi. Tôn ngộ không cao mày mắng, ngươi cái này ngốc tử không phải mới vừa không đi sao. Ta làm sao biết sư thúc cũng đi. Trư bác giới lẩm bẩm nói. Ngươi vừa rồi cái gì? Tôn ngộ không cao mày hỏi. Cái kia. Bên trong mặc dù có mép có xài, thế nhưng không có dầu muối tương giấm, không cách nào làm cơm nha ta vừa lúc tiện đường ra đi mua một ít." Trư Bác Giới cười hắc hắc nói, "Ngươi có bạc sao?" Tôn Ngộ không cười hỏi. Trư Bác Giới tiến tới Võ Minh trước mặt, cười hắc hắc nói, "Ta đây lão trư mặc dù không có bạc, thế nhưng sư thúc trên người khẳng định có bạc, phải không?" "Sư thúc?" Tôn Ngộ không cười mắng, "Cái này ngốc tử, thấy sư thúc đi ra ngoài, lại muốn cùng lấy sư thúc hỗn chút thứ tốt ăn đâu." Võ Minh mỉm cười nói, "Hắn nguyện ý theo, để hắn theo được rồi." Lấy xoay người đi ra ngoài hắn ngốc tử quả nhiên hào hứng cùng theo một lúc ra khỏi cùng giải quyết quán cái này ngốc tử đi theo đến đường lớn bên trên giống như một hài tử giống nhau dắt võ minh nhìn thấy ăn ngon liền la hét muốn mua võ minh thực sự hơi không kiên nhẫn thuận tay ném cho hắn một thỏi bạc nghiêm trang nói đừng ồn ào muốn ăn cái gì tự mua thế nhưng có một dạng không cho phép gặp rắc rối tốt tốt cam đoan không sẽ chọc cho sự tình tên ngốc đó miệng đầy đáp ứng cầm bạc hưng cao thải liệt đi cái này ngốc tử tới lui như gió đi một đường mua một đường, đến khi đi tới cửa vương cung thời điểm, trên người đã treo đầy túi sách lớn các loại thức ăn, vừa đi vừa ăn. Đoàn người đi tới bên ngoài cửa cung, quả nhiên thấy cửa lầu dưới vây quanh một đám người, hay là hoàng bản liền dán ở bên ngoài cửa cung một cái cột công cáo bên trên. Võ Minh thấy vây quanh nhiều người như vậy, nhịn không được hơi nhíu mày, thuận miệng nói: người này cũng nhiều quá rồi đấy a. À. Tôn ngộ không cũng là âm thầm kỳ quái, nhíu mày nói: chiếu cái kia quản sự, cái này hoàng bản đã ban bố đã mấy ngày, coi như là xem náo nhiệt, cũng nên xem phiền a. À. Trả thế nào có nhiều người như vậy vây ở chỗ này nhưng vào lúc này trong đám người đột nhiên hô lên lại kéo ra ngoài một cái võ minh mang theo tôn ngộ không đám người chen tiếng lên chỉ thấy một đám sĩ binh kéo một cái hòa thượng nhanh chóng từ cửa cung bên trong đi ra đi tới trên một mảnh đất trống đem cái kia hòa thượng ấn xuống quỳ rạp xuống đất cái kia hòa thượng trong miệng một mạch la hét các ngươi làm như vậy sau đó a tị địa ngục phật tổ sẽ không tha thứ các ngươi lúc này sớm có một gã đao phủ mang theo quỷ đầu đại đao đi tới giơ tay chém xuống đem cái kia hòa thượng đầu bổ xuống, trong đám người lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trư Bác giới sợ đến kém chút đem trong miệng bánh nướng phun ra, vội vàng nói: "Sư thúc, hầu ca, nơi đây muốn giết hòa thượng, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi." Tôn Ngộ không khiển trách: "Ngốc tử đừng có hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta lại chưa từng phạm pháp, coi như là giết hòa thượng, cũng giết không được đến trên đầu chúng ta." Lúc này Võ Minh kéo lại bên cạnh một người hỏi vị này ca, phiền phức hỏi ngài một tiếng, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao vô duyên vô cớ giết bắt đầu người đến? người nọ trên dưới quan sát liếc mắt võ minh cười nói nhìn một cái vị tiên sinh này chính là từ nơi khác tới a à? võ minh gật đầu một cái nói chúng ta đúng là từ nơi khác tới hôm nay vừa xong đắc chỗ vậy khó trách ngươi không biết người nọ hưng cao thải liệt nói mấy năm này chúng ta chu tử quốc náo yêu quái mấy ngày hôm trước quốc vương phát xuống hoàng bản chiêu nạp thiên hạ đắc đạo pháp sư hàng phục yêu quái quốc vương bệ hạ hứa hẹn chỉ cần có thể hàng phục yêu quái nguyện ý cùng hắn bình phân thiên hạ cộng ngồi giang sơn vì vậy hai ngày này Tổng có một ít bọn biệt bợm giang hồ, giả mạo hòa thượng đạo sĩ, công bố chính mình pháp lực cao thâm, có thể hàng yêu trừ ma, kết quả đều là một ít hãm hại lừa gạt phiến tử mà thôi, quốc vương giận dữ đem các loại phiến tử tất cả đều chém, gần cái này 2 3 ngày đã giết 10 người đến. Thì ra là thế. Võ Minh gật đầu, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ thấy những cái này Ngự Lâm quân sĩ binh đã đem thi thể khiêng đi, có mấy người sát tới một ít thủy, đem vết máu trên mặt đất sông rửa sạch. Trừ bác giới nghe nói như thế, vội vã tiến tới võ minh trước mặt nhẹ giọng nói sư thúc nha chúng ta hay là trở về đi thôi hà tất quản bọn hắn cái này nhàn sự đừng không duyên cớ bỏ mạng cũng không phải là đùa giỡn tôn ngộ không cười mắng ngươi cái này ngốc tử đừng có đồ chúng ta lại không phải tên lường gạt sợ cái gì trư bác giới nói coi như không bị cái này quốc vương giết không đúng đã bị yêu quái giết đi nghĩ trưởng người khác chí khí diệt chính mình uy phong tôn ngộ không tức giận theo sau đó xoay người đối với võ minh hỏi sư thúc chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bóc cái này hoàng bản A. Ừm. Võ Minh gật đầu, sau đó mang theo tôn ngộ không đám người hướng cửa cung phương hướng đi tới, đi tới hoàng bản phía dưới, chỉ thấy có 12 cái giáo ý cùng 12 cái thái giám canh giữ ở nơi nào. Võ Minh thuận miệng phân phó nói, ngộ không, bóc hoàng bản. Xem ta đây lão tôn. Tôn ngộ không lấy nhẹ nhàng thổ ra khỏi một hơi thở, lập tức có một cổ gió nổi lên cái kia hoàng bản, chậm rãi phi xuống dưới, cái kia hoàng bản phiêu phiêu dương dương trực tiếp rơi vào tôn ngộ không trong tay lại không có sợ chết ít bản. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh cười vang. Những cái này giáo ý thái giám, thấy hoàng bản bị gió thổi đi, vội vã đuổi theo, lúc này chứng kiến cô ngộ không trong tay cầm hoàng bản, lập tức xông tới, chu vi xem náo nhiệt bách tính, sợ bị làm phiền hà, sợ đến giải tán lập tức. Một người trong đó cầm đầu lão thái giám, bước nhanh tới, giọng the thế hỏi là người nào bóc hoàng bản. Ta bóc bản. Võ Minh thuận miệng hồi đáp. Cái kia lão thái giám trên dưới quan sát liếc mắt võ Minh, mỉm cười nói, Vị này ca, ngươi cũng đã biết cái này bản cáo thị trên viết là cái gì không?" Lời nói nhảm. Không biết đạo bản văn nội dung, ta bóc hắn gì chứ? Ăn nhiều chết no sao?" Võ Minh tức giận. Cái kia lão thái giám ngược lại cũng không nộ, cười lạnh nói, "Mấy năm gần đây, ta chu tử quốc bên trong có yêu quái tác loạn, vì vậy quốc vương phát xuống bản cáo thị, chiêu nạp thiên hạ đắc đạo pháp sư, hàng phục yêu quái. Chuyện này tuy tốt, thế nhưng cũng không phải là ai cũng có thể làm, ta khuyên ngươi một câu, tiền tài tuy tốt, cũng có mệnh hoa mới được. Lúc này trư bác giới vọt ra, cười ha hả nói, vị này nãy nãy là, vừa rồi nổi lên một trận gió, đem hoàng bản thổi tới chúng ta nơi đây, cũng không phải chúng ta cố ý ít bản, thật sự là một hiểu lầm, chúng ta bây giờ sẽ trả hoàng bản. Bên cạnh một danh giáo ý mắng, heo này đầu hồ bác đạo cái gì chứ? Làm sao quản chúng ta công công gọi nãy nãy? Ha hả! Trư bác giới ha hả cười nói, các ngươi cái này chu tử quốc rất kỳ quái, điên đảo âm dương, cái này rõ ràng là cái lão mụ mụ không phải gọi nãi nãi bà bà, hết lần này tới lần khác gọi công công. Cầu đề cử. Chỗ bình luận chuyện có việc di chuyển, tham gia có cơ hội thắng được tiền lì xì, thêm đàn cũng có tiền lì xì, hoan nghênh nhóm độc giả. Tấu chương hết. Chương 312, bộc lộ tài năng. Cái kia lão thái dám nghe được trư bác giới lời này, tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi, hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý trư bác giới, xoay người đối với võ minh nói ra, chúng ta quốc vương bệ hạ giáng thông báo chiêu pháp sư, ngươi một cái trò khỉ, có thể có cái gì pháp lực. Tới xem náo nhiệt gì. Ngươi cũng đã biết, thiện bốc hoàng bản nhưng là tội khi quân, nhưng là phải mất đầu. Trò kỷ. Người nào nói cho ngươi biết bản đại tiên là trò kỷ? Võ Minh cười khổ hỏi. Không phải trò kỷ, làm sao mang theo hai con kỹ Còn có một đầu heo, chẳng lẽ là đùa giỡn heo? Cái kia lão thái giám cao mày hỏi. Phi. Mù mắt chó của ngươi. Tôn ngộ không cả giận nói ta đây lão tôn chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không, há là khỉ làm trò súc sinh. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, xem ta không phải xé rách chó của ngươi miệng. Võ Minh cản lại tôn ngộ không nói ra, ngộ không, ngươi cần gì phải cùng cái này lão nô tài không chấp nhặt Sau đó đối với cái kia lão thái giám nói ra, chúng ta nếu dám bốc cái này hoàng bản, tự nhiên có hàng yêu phục ma thủ đoạn. Mau mau lĩnh chúng ta tiến cung mặt thấy các ngươi cái kia quốc vương bệ hạ. Thực sự là không biết sống chết. Cái kia lão thái giám lầm bầm một tiếng, xoay người đối với bên cạnh một danh giáo úy nói ra, nếu những người này tự tìm đường chết, vậy dẫn bọn hắn tiến cung A. À. Là. Cái kia danh giáo úy cung kính lên tiếng, sau đó mời võ minh đám người tiến cung. Võ minh cũng không khách khí, trước hướng về cửa cung phương hướng đi tới, tô ngộ không đám người theo sát phía sau, trư bác giới nhịn không được tả oán nói, thật là không có chuyện này kiếm chuyện chơi, cái này muốn đi đều không đi được. Lúc này cái kia lão thái giám đột nhiên mở miệng nói ra, chậm đã. Đem hoàng bản cho chúng ta lưu lại đi. Võ Minh cười nói ra, ta đã bóc hoàng bản, cái này cái cọc buôn bán chính là của chúng ta. Ngươi còn muốn hoàng bản cần gì phải? Nói cũng không quay đầu lại hướng về trong cung đi tới. Bên cạnh một danh giáo úy mở miệng hỏi, công công có muốn hay không đem hoàng bản đoạt lại? Quên đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ chết như thế nào. Cái kia công công lãnh hành một nói rằng. Lúc này đoàn người lần nữa sôi trào, mọi người chứng kiến Võ Minh đám người thực sự bóc hoàng bản, tiến cung đi, từng cái bắt đầu nghị luận. Các ngươi xem nha lại có người ít bản. Còn thật là chuyện lạ hàng năm có, cái này rơi đầu buôn bán còn có nhiều người như vậy cướp làm. Chúng ta tới đoán một chút, đám người này có thể kiên trì bao lâu. Một cái trò khỉ có thể có cái gì pháp lực, ta xem tối đa một khắc đồng hồ, bọn họ cũng sẽ bị đẩy ra chém. Thực sự là đáng tiếc nha, lại là một viên đầu lâu. Ta càng đáng tiếc cái kia hai con khỉ cùng đầu heo kia, biết nói chuyện hầu tử cùng heo nhưng là hiếm thấy cực kỳ, cứ như vậy giết thật đang đáng tiếc. Ta xem chưa chắc, như loại này kỳ nhân dị sự, không đúng thật là có chút bản lĩnh đâu. Có chút bản lĩnh lại có thể thế nào, là hắn cái này tiểu thân bản, còn chưa đủ cái kia yêu quái nhét kẻ răng đâu. Coi như không bị trảm thủ, cũng được yêu quái khẩu phần lương thực. Còn không như cũ là một chết. Võ Minh đám người bị cái kia giáo ý đưa vào cửa cung sau đó, cũng không có trực tiếp đi gặp quốc vương, mà là đi tới đại giáo trường, trên điểm tướng đài, một danh dáng vẽ tướng quân nhân, tùy tiện cẩu thả ngồi ở chỗ kia, thấy lại có người tới, không nhịn được khoát tay áo nói ra, để cho bọn họ trực tiếp vào giáo trường lộ bên trên một tay, nếu như không có bản lãnh gì, lập tức lôi ra chém. Là. Bên cạnh một danh giáo úy vội vã lên tiếng, sau đó bước nhanh tiếng lên đón, lãnh cười nói ra, ngày hôm nay đây là thế nào, đi tìm cái chết người càng ngày càng nhiều. Mấy người này là một đám. Dẫn võ minh tiến vào giáo úy nói rằng. Cái kia danh giáo úy cười nói ra, nói chuyện cũng tốt, ít nhất. Trên hoàng tuyền lộ cũng có làm bạn. Được rồi, cũng đừng nói nhảm, trực tiếp thượng tá tràng, lộ bên trên hai tay, nếu như không có bản lãnh gì, lập tức lôi ra chém. Thật đúng là nhất ban mắt chó coi thường người khác gia hỏa. Tôn ngộ không nhịn không được mắng một tiếng, xoay người đối với trư bác giới nói ra, ngốc tử, đi tới cho những người này bộc lộ tài năng, để cho bọn họ đều mở mắt một chút. Vì sao lại là ta? Trư bác giới vẻ mặt bất mãn nói. Ít nói nhảm, nhanh đi, nếu như chậm, chính là một trận tốt đánh. Tôn ngộ không không vui nói. Bộc lộ tài năng liền bộc lộ tài năng tên ngốc đó bất đắc dĩ, thực sự bước đi vào giáo trường. Tôn ngộ không lớn tiếng kêu lên, các ngươi những thứ này mắt chó coi thường người khác gia hỏa, đều mở to mắt chó của các ngươi thấy rõ, cái này đầu heo là ngay trong chúng ta yếu nhất, trước hết để cho hắn cho các ngươi bộc lộ tài năng nhìn. Trư bác giới đi qua giá binh khí tử thời điểm, bên cạnh một danh sĩ binh mở miệng hỏi, cái kia đầu heo, ngươi dùng cái gì binh khí? Đầu heo. Trư bác giới nhất thời mở to hai mắt, một tay lấy cái kia sĩ binh bắt, phủi ném ra ngoài xa mười mấy mét nổi giận đùng đùng nói ra, đầu heo cũng là ngươi gọi. Bên cạnh một ban sĩ binh, thấy trư bác giới bộc lộ bộ mặt hung ác, từng cái sợ đến vội vã lui sang một bên, trư bác giới nhìn lướt qua giá binh khí tử, lãnh cười nói ra, chỉ các ngươi những thứ này đồng nát sắc vụn, cũng có thể dùng để hàng yêu. Trư bác giới nói trong miệng kêu một tiếng trưởng, thân thể lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, tăng đến cao mười mấy trượng thấp, nâng lên cái kia so với cái cối xay còn lớn hơn chân, một cước giẫm nát bên cạnh giá binh khí tử bên trên, đem phía trên đao thương kiếm kích, tất cả đều đạp thành một đống sắt vụn một màn này đem hiện trường ngự lâm quân sĩ binh tất cả đều sợ choáng váng trừ bác giới hóc lưng lại như mèo đem chính mình viên kia trở nên lớn không biết bao nhiêu lần đầu heo đưa tới tên tướng quân kia trước mặt lãnh cười nói ra thế nào còn cần lại bộc lộ tài năng sao tướng quân kia sợ đến kém chút tiểu trong quần từ trên ghế chạy xuống đặt mông ngồi trên mặt đất sửng sốt một hồi lúc này mới bò dậy quỳ trên mặt đất không được dập đầu nói không cần heo da da vang cầu ngươi thu thần thông a quá dọa người. Ha ha. Trư bác giới đắc ý một hồi cười to, lúc này mới thu thần thông, thân thể khôi phục nguyên bản cao thấp. Lúc này những cái này bọn lính mới rốt cục tùng một hơi thở, người tướng quân kia liền lăn một vòng chạy tới, khách khí nói ra, mặt tướng có mắt không biết thái sơn, mong rằng các vị pháp sư thứ lỗi. Mặt tướng cái này lĩnh chư vị tiến cung kiến giá. Cái kia còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên phía trước dẫn đường, thời gian của chúng ta có thể là phi thường quý báu. Võ Minh Thuận Miệng nói rằng dạ 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 tên tướng quân kia vội vã đáp sau đó mang theo võ minh đám người hướng về hoàng cung nội viện đi tới sư thúc ta đây lão trư lợi hại không lập tức liền đem đám ngu xuẩn này làm cho sợ choáng váng trư bác giới vẻ mặt hưng phấn nói võ minh cười nói ra lợi hại lần này coi như ngươi công đầu đoàn người theo tên tướng quân kia không có đi kim loan điện phản bà đi tới hậu cung võ minh cao mày hỏi vị tướng quân này ngươi đây là lĩnh chúng ta đi đâu nhi nhỉ Quốc vương bệ hạ chẳng lẽ không ở Kim Loan điện thấy chúng ta sao?" Tên tướng quân kia liền vội vàng nói, "Vị tiên sinh này có chỗ không biết, nhà của ta bệ hạ bị bệnh liệt giường đã có 3 năm nhiều, vì vậy chỉ có thể ở tẩm cung tiếp kiến chư vị." Thì ra là thế. Võ Minh khẽ gật đầu, ngược lại cũng không nói thêm gì nữa. "Cầu đề cử." Đặc biệt đừng nói rõ một chút, chủ công một từ là thần tử đối với quân chủ, nô bộc đối với chủ nhân kính xưng, cũng không phải là la quán trung phát minh, cũng không phải tam quốc diễn nghĩa đặc biệt xưng hô. Tây Du Ký nguyên tác ở giữa từng nhiều lần xuất hiện tiếng xưng hô này, tỉ như hồi 54. Chuyên tới để khởi bẩm chủ công, có thể cho phép hắn đổi nhau quan văn cho đi, nữ vương nghe thấy tấu lòng tràn đầy hoan hỷ, đối với chúng văn võ nói, quả nhân hôm qua mơ thấy Kim Bình sinh màu diễm, Ngọc Kính triển khai quan minh, chính là hôm nay niềm vui triệu cũng. Chúng nữ quan ủng bái thềm son nói, chủ công, sao thấy rõ là hôm nay niềm vui triệu. Đệ hồi 52, cái kia ma ngẩng đầu, thấy là thái thượng lão quân, liền hù được kinh hồn tán đảm nói, cái này tặc hầu chính xác là một trong đất quỷ. Làm thế nào liền phỏng vấn được ta chủ công tới cũng. Liền dơ hai cái này ví dụ A, à, nhiều lắm không có cách nào khác từng cái bày ra, chú thích, một đoạn này không đưa vào chính văn số lượng từ. Tấu chương hết. Chương 313, Bệnh nặng quốc vương. Ở tên tướng quân kia dưới sự hướng dẫn, võ minh đám người đi tới tẩm điện, vào cửa điện sau đó, lại bị ngăn ở hai đạo môn chỗ, một tên thái giám khách khí nói, mấy vị pháp sư, thực sự xin lỗi, chúng ta quốc vương bệ hạ bệnh lâu ở giường, không thể gặp người lạ, vì vậy mấy vị liền chờ ở nơi này bệ hạ tiếp kiến A. À. Các ngươi ở chỗ này nói, bệ hạ liền có thể nghe. Võ Minh ngẩng đầu vào bên trong nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái kia trên giường rồng nằm một người, chỉ là có sa liêm chặn, nhìn không phải quá mức rõ ràng, một gã quá dám chính hóc lưng lại như mèo hướng về phía người ở bên trong nhẹ giọng lấy cái gì. Cái này quốc vương thật là tự đại nha. Trư bác giới nhịn không được tả oán nói. Nhân gia ngã bệnh, cũng là tình hữu khả nguyên. Tôn ngộ không lời đến phân nửa đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn bên trong trên giường rồng chu tử quốc quốc vương theo sau đó xoay người nhìn về phía bên cạnh võ minh võ minh cũng là chân mày sâu mặt nhăn thấy tôn ngộ không đồng dạng mặt lộ vẻ nghi hoặc nhẹ nhàng khoát tay áo ý bảo tôn ngộ không bình tĩnh chớ nóng tôn ngộ không chỉ có thể tạm thời đè xuống tò mò trong lòng ngoan ngoãn đứng ở võ minh bên cạnh một đôi hầu trong mắt quay tròn trực chuyển cũng không biết suy nghĩ cái gì bên cạnh lục nhĩ mi hầu ngược lại là trước sau như một không có tim không có phổi từ trưa bác giới mua vài thứ kia ở giữa nhảy ra khỏi một cái áp bồ không tị hiềm chút nào gặm. Lúc này trong điện truyền đến cái kia quốc vương hữu khí vô lực thanh âm, xin hỏi mấy vị pháp sư đến từ đâu? Võ Minh nghiêm trang hồi đáp, hồi bẩm bệ hạ, chúng ta chính là đông thổ đại đường phái đi Tây Thiên Thỉnh Kinh Khâm Sai, đi ngang qua quý quốc, biết được quốc vương bệ hạ dáng thông báo chiêu pháp sư hàng yêu, trong chốc lát rảnh rỗi buồn chán, vì vậy bốc hoàng bản, một mặt là vì hàng yêu, yên ổn nhất phương, ở một phương diện khác cũng là vì sát yêu tìm niềm vui. Võ Minh lời này vừa ra khỏi miệng, bên cạnh những cái này cung nhân mỗi một người đều kinh ngạc há to miệng, nghĩ thầm người này khẩu khí thật là lớn, dĩ nhiên hàng yêu trừ ma chỉ là vì tìm niềm vui. Liền trư bác giới cũng không nhịn được cười hắc hắc nói, sư thúc ngày hôm nay cái này da trâu thổi quá lớn. Tôn ngộ không dựa theo đầu heo bên trên vỗ một cái, tức giận, ngươi cái này ngốc tử đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Hiển nhiên cái kia quốc vương cũng bị kinh trụ, một lát sau mới mở miệng nói, nguyên lai là đông thổ đại đường tới pháp sư, quả nhân nghe nói cái kia đông thổ đại đường chính là đông phương thượng bang Trung Quốc, nói vậy các vị pháp sư cũng là pháp lực cao cường. Đó là tự nhiên. Tôn Ngộ không vẽ mặt hưng phấn nói, nếu bàn về bản lãnh khác ta đây lão Tôn không có, như lấy hàng yêu phục ma, trong thiên hạ ta đây lão Tôn dám xưng đệ nhị, sẽ không có người dám xưng đệ nhất. Hắc hắc. Trư Bát Giới bưng một tấm mồm heo, cố nén cười, xoay người hướng về phía Lục Nhĩ Mi hầu nói, ngươi có nghe hay không, hai người này một cái so với một cái có thể thổi. Lục Nhĩ Mi hầu đã đem một cái áp bồ gặm xong, chỉ còn lại có một cái hộp táo, thấy Trư Bát Giới đem miệng quyệt đi qua, tiện tay nhét vào Trư Bát Giới trong miệng, cười nói, Ngươi muốn ăn liền cho ngươi a. À. Phi, ngươi lần này ôm hầu tử. Trư Bát Giới vội vã phun ra, hung tận mắng. Võ Minh xoay người lườm hai người một cái, nhẹ giọng mắng, hai người các ngươi không nên hồ nháo. Lúc này cái kia quốc vương nói tiếp, xem ra các vị cũng là có bản lĩnh thật sự người, như vậy ta Chu Tử Quốc được cứu rồi. Công Ngộ không liền vội vàng hỏi, không biết bệ hạ trong nước, rốt cuộc là cái cái gì yêu quái, hắn thì như thế nào quấy rầy ngươi Chu Tử Quốc, ngươi cần từng cái hướng bọn ta rõ ràng chúng ta mới tốt giúp các ngươi hàng yêu trừ ma cái kia quốc vương sâu đậm thở dài nói tục ngữ chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài làm gì được chư vị pháp sư chính là vì trừ yêu mà đến quả nhân có thể nói rõ sự thật chỉ là các vị đừng có chê cười mới là nhưng không sao cả bọn ta sao sẽ châm biếm võ minh nghiêm trang nói cái kia quốc vương do dự một chút lúc này mới nói các vị đường xa mà đến nói vậy cũng trải qua rất nhiều quốc gia không biết khác quốc gia vương hậu xưng hô như thế nào tôn ngộ không đoạt trước trả lời nói nhất quốc chi hậu, bình thường đều gọi là chính cung, đông cung, tây cung. Cái kia quốc vương nói, quả nhân không phải bực này xưng hô, tương chính cung xưng là kim thánh cung, đông cung xưng là ngọc thánh cung, tây cung xưng là ngân thánh cung. Hiện nay chỉ có ngân, ngọc nhị hậu ở cung. Tôn ngộ không liền vội vàng hỏi, kim thánh cung vì sao không phải ở trong cung. Cái kia quốc vương lúc này mới nói liên tục, ba năm phía trước, chính trực đoan dương chi tiết chẩm cùng tầng phía sau đều ở đây ngự hoa viên hải lưu dưới đình giải khai tống cắm ngải uống xương bồ rượu hùng hoàng xem đấu thuyền rồng. Bỗng nhiên một trận gió đến, giữa không trung hiện ra một cái yêu tinh, tự xưng tái thái tuế, hắn ở kỳ lân sơn giải trị động ở lại, trong động thiếu cái phu nhân, phỏng vấn cho ta kim thánh cung ngày thường mạo Mỹ tư yêu kiều, phải làm một phu nhân, giáo trẫm nhanh sớm tống xuất. Nếu như ba tiếng không phải dân ra, liền muốn ăn trước quả nhân, phía sau ăn chúng thần, đêm đầy thành lê dân, tất cả đều ăn tuyệt. Lúc đó, quả nhân ưu quốc ưu dân, bất đắc dĩ đem kim thánh cung đẩy ra hải lưu bên ngoài đình, bị cái kia yêu vang một tiếng nhiếp phải đi quả nhân vì thế gặp hoảng sợ, đem cái kia bánh chưng ngưng trệ ở bên trong, huống hồ lại ngày đêm ưu tư không thôi, cho nên thành này khổ tật ba năm. Trư bác giới nghe vậy, che miệng cười nói, cái này quốc vương tốt không sợ bị, rõ ràng là vì bảo mệnh, dân ra lão bà, hết lần này tới lần khác cái gì vì lê dân bách tính. Võ Minh cũng chỉ là mỉm cười, xoay người trừng trư bác giới liếc mắt, ý bảo hắn không cần loạn, tuy là trong lòng cũng là cực kỳ nhận đồng trư bác giới nói như vậy, cảm thấy cái này quốc vương quả thật có chút dối trá, bất quá chiếu trong sách sở, cái này chu tử quốc quốc vương ngược lại cũng không tính được cái gì hôn quân võ minh miễn cười hỏi bệ hạ dáng thông báo hàng yêu nhưng là phải nên kim thánh cung hồi cung chính là quốc vương vội vàng nói từ kim thánh cung bị yêu quái bắt sau khi đi quả nhân ba ngày đêm nhớ muốn chỉ mong kim thánh cung hồi cung nhưng mà cái kia yêu quái thần thông quảng đại ta đây quốc nội không người có pháp lực đem hàng phục ngược lại nhiều lần chịu bên ngoài quấy rầy quả nhân cũng là vạn bất đắc dĩ phía dưới mới ra này hạ sách võ minh hỏi tiếp chúng ta phía trước ở ngoài cung đã từng nghe cái kia yêu quái không chỉ một lần tới vương cung quái rầy không biết cái kia yêu quái thường xuyên tới vương cung không biết có chuyện gì chẳng lẽ cái kia yêu quái đoạt kim thánh cung còn chưa đầy đủ quốc vương liền vội vàng giải thích từ năm ấy đoan ngọ thu đi kim thánh cung đến rồi tháng 10 giang cái kia yêu quái lại nữa rồi yêu cầu hai cái cung nga là muốn hầu hạ kim thánh cung quả nhân bất đắc dĩ chỉ có thể dân kết quả không có qua mấy nguyệt cái kia yêu quái lại nữa rồi vẫn là đòi cung nga như vậy cách mỗi mấy tháng liền tới đòi cung nga tiếp theo chẳng biết lúc nào cái kia yêu quái lại nên tới thì ra là thế võ minh gật đầu sau đó cười hỏi ngươi cái này quốc vương ngược lại cũng lớn mật pháp sư thế nào nói ra lời này quốc vương nghi ngờ hỏi võ minh miễn cười nói ngươi đã biết cái kia yêu quái thần thông quảng đại các ngươi không cách nào đem hàng phục còn dám dán hoàng bản chiêu nạp pháp sư hàng yêu lẽ nào ngươi sẽ không sợ tiết lộ phong thanh chọc giận cái kia yêu quái làm phiền hà ngươi chu tử quốc cả thành bách tính sao Vạn phần cảm tạ bạn đọc ngươi là ta không thể thiếu tổn thương cùng Namika Minato hùng hồn khen thưởng. Tấu chương hết. Chương 314, điểm đáng ngờ trùng điệp. Cái kia quốc vương vội vàng nói, quả nhân làm sao không sợ. Chỉ là cái kia yêu quái thường xuyên tới đây quấy rầy, làm toàn thành bách tính lòng người bàn hoàng, nếu không phải đem diệt trừ, ta chu tử quốc đem không có một ngày yên tĩnh, rơi vào đường cùng quả nhân mới ra này hạ sách, nếu như cái kia yêu quái thực sự trách tội xuống, quả nhân nguyện ý một mình gánh chịu, ra sức bảo vệ toàn thành trăm họ chu toàn bộ, Võ Minh khẽ gật đầu, trư bác giới lẩm bẩm, lúc này mới giống hoàng đế phải nói. Lúc này cái kia quốc vương nói tiếp, mấy vị pháp sư, nếu như có thể ban quả nhân hàng phục này yêu, đón về Kim Thánh Cung, quả nhân tình nguyện cùng chư vị cộng ngồi Giang Sơn. Không phải. Chỉ cần có thể hàng phục yêu quái, đón về Kim Thánh Cung, quả nhân tình nguyện mang theo ba cung cửu tầng, ra khỏi thành vì dân, đem cái này một quốc gia Giang Sơn, tẩn trả chư vị pháp sư. Trư bác giới cười hắc hắc nói, cái này hoàng đế mất thể thống, vì lão bà liền Giang Sơn cũng không cần đi. Ngốc tử đừng có đồ. Tôn ngộ không rầy một tiếng trư bát giới, xoay người đối với võ minh hỏi sư thúc, ngươi xem việc này nên xử lý như thế nào. Võ minh cao mày suy nghĩ một chút, sau đó đối với cái kia quốc vương nói, quốc vương bệ hạ, ngươi bị bệnh liệt giường đã có hơn 3 năm, lẽ nào chỉ muốn hàng yêu, liền không hề nghĩ rằng chữa cho tốt bệnh của ngươi sao. Cái kia quốc vương bất đắc dĩ thở dài nói, ai? Quả nhân làm sao không muốn chữa bệnh, chỉ là quả nhân khắp nơi tìm quốc nội danh y, dùng hết các loại biện pháp, đều không thể trị liệu tốt quả nhân chi bệnh. Mà quả nhân bệnh này, chính là bởi vì cái kia yêu quái mà sống, cái gọi là cởi chung phải do người buộc chung, nếu là có thể hàng phục cái kia yêu quái, đón về kim thánh cung, quả nhân bệnh này tự nhiên cũng liền tốt trị. Võ Minh miễn cười nói, ngươi cái này quốc vương ngược lại cũng là một người biết, đã như vậy, chúng ta đây trước hết giúp ngươi hàng phục cái này yêu quái, còn như bệnh của ngươi, chờ chúng ta hàng phục yêu quái sau đó, lại giúp ngươi chữa bệnh không muộn. Võ Minh lấy liền muốn xoay người ly khai. Mới vừa đi ra một bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với cái kia quốc vương hỏi xin hỏi quốc vương bệ hạ, cái kia yêu quái ở ở nơi nào? Cái kia quốc vương hồi đáp, cái kia tái thái tuế tự xưng ở tại Kỳ Lân Sơn, cái kia Kỳ Lân Sơn ở chỗ này hướng chánh nam, quả nhân từng sai người đi tìm hiểu tin tức, đi cả ngày lẫn đêm đi tới đi lui cần 50 ngày, khoảng chừng cách nơi này có hơn 3.000 dặm. Đã như vậy, bọn ta về trước cùng giải quyết quán ở, ngày mai liền chạy tới cái kia kỳ, kỳ Lân Sơn hàng yêu. Võ Minh lấy mang theo tôn ngộ không đám người ly khai tẩm điện. Cái kia quốc vương vội vã phân phó người mang Võ Minh đám người trở về, đồng thời phân phó người thông báo cùng giải quyết quán, lấy tối cao quy cách tiếp đãi Võ Minh đám người, chắc không thể chậm trễ. Ken Hệ thống phân phát nhiệm vụ, nhiệm vụ tên gọi hàng yêu nên phía sau, nhiệm vụ giới thiệu vắng tắt, hàng phục yêu quái, đón về Kim Thánh Cung. Đúng lúc này Thanh Thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, ở Võ Minh trong đầu vang lên. Rốt cục lại tuyên bố hệ thống nhiệm vụ chỉ là võ minh mơ hồ cảm thấy lần này nhiệm vụ dường như không có đơn giản như vậy võ minh đám người ở ngự lâm quân dưới sự hộ tống nghênh ngang ly khai hoàng cung mới vừa ra khỏi cửa cung vây ở bên ngoài xem náo nhiệt đoàn người ngay lập tức sẽ sôi trào mau nhìn nha cái kia trò khỉ đi ra đây là muốn chém đầu ta liền tử là muốn chết a à. ngươi con mẹ nó ngốc nha không có xem người ta là đang ngồi cổ kiệu đi ra sao ngươi xem cái nào chặt đầu là đang ngồi cổ kiệu đi ra đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái này trò khỉ đích thực có chút bản lĩnh? Ta đã sớm quá, như loại này kỳ nhân dị sĩ, nhất định là có bản lãnh thật sự, các ngươi còn không tin. Hiện tại biết đạo gia ta nhãn quan có bao nhiêu độc đáo đi. Những người này nhất định là bởi vì pháp lực cao thâm, mới đến quốc vương lễ ngộ, các ngươi những thứ này ngu ngốc, về sau nhiều theo gia ta học hỏi đi. Một gã thiếu gia ăn chơi ăn mặc tên vẻ mặt đắc ý cười ha ha lấy nói. Đưa tới người chung quanh một mảnh hèn mọn. Ở ngự lâm quân dưới sự hộ tống, võ minh đám người về tới cùng giải quyết quán, cái kia quán khiến cho đã trước giờ nhận được tin tức, lập tức đem đường tăng đám người mời được tốt nhất khách phòng an giấc hơn nữa cũng không dùng chính mình nấu cơm, trong cung đã phái tới ngự trù, còn mang đến các loại nguyên liệu nấu ăn, vì đường tăng đám người chuẩn bị yến hội, đồng thời còn phái một nhóm lớn nha hoàn người làm tới thính dụng. Trư bát giới vừa vào cửa, liền chứng kiến trên bàn bày các loại dưa và trái cây lê đào, còn có đủ các loại điểm tâm, lập tức hưng phấn nhào tới, nhặt lên một bàn điểm tâm lan thông hổ ít lên. Lục nhĩ mi hầu cũng nhảy tới, cầm lấy ôm một bàn hoa quả tươi gặm đường tăng thấy mọi người đã trở về, liền vội vàng hỏi, sự tình thế nào? Võ Minh đem chuyện đã xảy ra đơn giản hướng đường tăng cùng Sa Hòa Thượng một lần, đường tăng nghe xong khẽ gật đầu nói, vì đảm bảo Chu tử quốc một quốc gia chi bình an, chúng ta cũng hớt ứng với hàng phục cái kia yêu quái. Võ Minh cười nói, tam ca như vậy ưu quốc ưu dân, không bằng ngày mai cùng nhau bồi chúng ta đi hàng phục cái kia yêu quái như thế nào? Đường tăng lúng túng cười, chấp hai tay nói, A-di-đà-phật, bần tăng là có lòng không đủ lực, sẽ không đi cho các ngươi thêm phiền toái ngươi ngược lại có chút tự mình biết mình. Võ Minh mỉm cười, xoay người đối với Tôn Ngộ không nói, Ngộ không, ngươi theo ta đi nhà kề một chuyến, chúng ta thương lượng một chút hàng yêu sự tình. Tốt. Tôn Ngộ không vội vã lên tiếng, theo Võ Minh đi tới nhà kề, sau đó đóng cửa phòng lại. Mới vừa đóng cửa phòng, Tôn Ngộ không liền không kịp chờ đợi hỏi sư thúc ở vương cung bên trong có từng phát hiện dị thường gì. Võ Minh từ chối cho ý kiến nói, ngươi trước xem, ngươi có phát hiện gì. Tôn Ngộ không vội vàng nói, ta cảm giác tại nơi tẩm điện bên trong có một cổ yêu khí võ minh gật đầu một cái nói điểm này ta cũng đã nhận ra bất quá ta tự quan sát kỹ một cái cái kia quốc vương dường như cũng không có vấn đề gì nhưng mà cái kia quốc vương bên người yêu khí lại nặng nhất tôn ngộ không gật đầu một cái nói ta cũng nhìn kỹ cái kia quốc vương quả thực không có vấn đề gì nhưng mà này cổ yêu khí cũng là mạc danh kỳ diệu chẳng lẽ là người đứng bên cạnh hắn e rằng a võ minh gật đầu một cái nói bất quá cái này quốc vương cũng có chút vấn đề cái này quốc vương được mặc dù không là bệnh nặng, thế nhưng kéo 3 năm thủy chung không cách nào trì dũ, dựa theo này phát triển tiếp, sợ rằng không bao lâu sống khỏe. Nhưng mà cái này quốc vương bệnh lợi hại như vậy, không nghĩ dáng thông báo chiêu trị liệu bệnh, lại dám mạo hiểm chiêu pháp sư hàng yêu, điểm này không thể không khiến người hoài nghi nha. Tôn ngộ không gật đầu một cái nói, cái này quốc vương quả thật có chút khả nghi, lúc đầu ta đây lão tôn dự định mượn chữa bệnh chi từ, cho cái kia quốc vương hào xem mạch, tìm hiểu một cái cái này quốc vương hư thực, nhưng mà sư thúc vì sao chưa nói chữa bệnh việc, ngược lại đến khi hàng phục yêu quái sau đó, cho, nửa cái kia quốc vương chữa bệnh. Hành! Võ Minh cười lạnh nói, ta luôn cảm thấy đây hết thảy giống như là một cái châm đối với cạm bẫy của chúng ta, nếu cái kia quốc vương một lòng nghĩ để cho chúng ta đi kỳ lân sơn hàng yêu, chúng ta liền tương kế tự kế, đi trước hàng phục cái kia kỳ, kỳ lân sơn yêu quái lại. Các không thể đánh rắn động cỏ nha. Tôn ngộ không con ngươi đảo một vòng, dường như suy nghĩ minh bạch, cười nói, sư thúc là muốn đến cái dẫn xà xúc động. Ừm. Võ Minh khẽ gật đầu một cái nói, tại nơi tẩm điện bên trong, ta không chỉ có cảm nhận được yêu khí, nhưng lại cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, ta muốn bọn người kia 8 phần 10 liền là hướng về phía chúng ta tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ lần này lại muốn chơi trò quỷ gì. Cầu đề cử. Tấu chương hết. Chương 315, yêu quái tới. Ở quốc vương phân phó dưới, võ minh đám người chiếm được nhiệt tình khoản đãi cùng giải quyết bên trong quán xếp đặt buổi tiệc, quốc vương phái ra đương triều thừa tướng cùng với mấy vị các lão tiếp khách lấy tối cao quy cách mở tiệc chiêu đãi võ minh đám người sau khi ăn uống no đủ, võ minh đám người chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ tạm, lúc này cái kia thừa tướng đột nhiên hỏi xin hỏi mấy vị pháp sư, lúc nào xuất phát đi vào kỳ lân sơn hàng yêu, bọn ta thật sớm làm chuẩn bị. Võ minh thuận miệng nói, chính là binh quý thần tốc, chúng ta sáng sớm ngày mai tự ra phát, tranh thủ mau sớm hàng phục cái kia yêu quái, đón về kim thánh cung. Như vậy rất tốt. Cái kia thừa tướng gật đầu, hỏi tiếp, không biết chư vị cần gì binh khí hàng yêu, ta lập tức lấy binh bộ vì chư vị chuẩn bị binh khí. Các ngươi những cái này phàm binh, chúng ta không dùng được chúng ta có chính mình mang binh khí điểm này cũng không cần các ngươi mù quan tâm trư bác giới đoạt trước trả lời nói nếu không cần binh khí không biết cần bao nhiêu binh mã cùng đi thừa tướng hỏi lần nữa binh mã cũng không cần có mấy người chúng ta là đủ võ minh tràn đầy tự tin nói cái kia lương khô ngựa tổng phải chuẩn bị chứ thừa tướng hỏi tiếp không muốn không muốn công ngộ không khoác tay áo nói nếu như tất cả thuận lợi không dùng được một ngày thời gian chúng ta liền có thể quay lại dùng lương khô gì ngựa cái kia thừa tướng cùng một đám đại thần nhịn không được âm thầm cô những người này giọng điệu không khỏi cũng quá lớn chút a à. kỳ lân sơn dưới đây hơn ba ngàn dặm một ngày đi tới đi lui chẳng lẽ những người này có thể bay hay sao coi như có thể bay chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy chứ tuy là trong lòng kinh nghi bất định thế nhưng những đại thần này cũng không tiện nhiều hơn nữa cái gì dù sao hàng yêu trừ ma còn phải trông cậy vào võ minh đám người hơn nữa vào lúc này cho bọn hắn cái lá gan cũng không dám đắc tội võ minh đám người. Cái kia thừa tướng do dự một chút, cười ha hả hỏi các vị pháp sư có gì phân phó, cứ việc nói ra, chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn, tuyệt không chối từ. Võ Minh suy nghĩ một chút phía sau nói, hàng yêu trừ ma sự tình không cần phải các ngươi quan tâm, các ngươi chỉ cần mỗi bên ti bản chức, chiếu cố tốt các ngươi quốc vương bệ hạ là được, mặt khác sớm chuẩn bị tốt thánh công yến, những thứ khác cũng không cần các ngươi quan tâm. Cái kia thừa tướng rất cung kính nói, mời Vũ Tiên Sinh yên tâm, chúng ta nhất định sớm chuẩn bị tốt thánh công yến chỉ các loại chờ chư vị chiến thắng trở về mà về võ minh hài lòng gật đầu sau đó nói chúng ta cần nghỉ ngơi chư vị đại nhân cũng mời trở về đi như vậy hạ quan xin cáo lui cái kia thừa tướng lên tiếng mang theo một đám đại thần ly khai cùng giải quyết quán ra khỏi đại môn mấy cái các lão xông tới thất chủy bác thiệt nói mấy cái này pháp sư từng cái khẩu khí lớn cực kỳ chỉ là không biết bọn họ được chưa không sẽ là một ít hết ăn lại uống phiến tử a bọn họ không cần binh khí, cũng không cần chúng ta phái binh mã đi cùng, không phải là muốn trực tiếp chạy trốn chứ. Cái kia thừa tướng cao mày suy nghĩ một chút, sau đó nói, theo ngự lâm quân thống lĩnh, những người này quả thật có chút bản lĩnh thật sự, hẳn không phải là phiến tử. Nếu như bọn họ rõ ràng ngây thơ muốn chạy trốn, tối hôm nay khẳng định hướng chúng ta đòi tiền tài mới đúng, chẳng lẽ bọn họ chỉ vì lừa gạt một bữa rượu thực. Mọi người không cần lo ngại, chờ đến ngày mai liền biết đầu mối. Chúng đại thần nghe nói như thế, cái này mới an tâm mỗi người hồi phủ đi rốt cục đưa đi những đại thần kia, trư bác giới nhịn không được tả oán nói, những quan viên này thực sự quá đáng ghét, dài dòng văn tự, không dứt. Võ Minh nói, được rồi, tất cả mọi người sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai xuất phát, nghìn vạn kỳ lân sơn hàng yêu. Trư bác giới con ngươi đảo một vòng, liền vội vàng hỏi, sư phụ muốn ở lại chu tử quốc, bên người cũng không có thể không người bảo hộ. Võ Minh làm sao có thể đoán không ra cái này ngốc tử tâm tư, cười nói, cái này ta đã sớm suy nghĩ xong, ngươi và Sa Tăng lưu lại bảo hộ đường tăng, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ theo ta đi Kỳ Lân Sơn là được rồi." Trư Bát Giới cười nói, "Tình cảm kia tốt, có ta đây lão Trư bảo hộ sư phụ, các ngươi liền yên tâm đi thôi." Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, "Sư thúc, ta cảm thấy có Sa Tăng một người bảo hộ sư phụ là đủ, hãy để cho Bát Giới theo chúng ta cùng đi chứ." Ta nghe cái kia yêu quái thích ăn người, vừa lúc đem Bát Giới ném qua đi, các loại, chờ cái kia yêu quái ăn no, chúng ta mới dễ thu dọn. Trư Bát Giới la hét mắng, "Ngươi lần này ôm hầu tử, cũng biết cầm ta đây lão trư trêu đùa. Ta đây lão trư không cùng các ngươi chơi. Lấy vất ống tay áo một cái, vui vẻ chạy về ngủ đi. Võ Minh cười khổ lắc đầu, xoay người đối với Sa Tăng nói, bác giới tên ngốc đó không đáng tin cậy, ngươi phải bảo đảm thời khắc đợi ở sư phụ ngươi bên người, bảo hộ sư phụ ngươi an toàn, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Sa Tăng gật đầu một cái nói, mời sư thúc yên tâm, ta nhất định toàn tâm toàn ý bảo hộ sư phụ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Võ Minh hài lòng gật đầu, thuận miệng nói, được rồi, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đi kỳ lân sơn hàng yêu. Tôn ngộ không tiến đến võ minh trước mặt, nhẹ giọng nói, ta đây lão tôn lo lắng cái kia yêu quái đối với sư phụ bất lợi, chỉ có hai vị sư đệ lần nữa bảo hộ, chỉ không phải chu toàn. Võ minh như có điều suy nghĩ nói, ta phỏng chừng tên kia mục tiêu chưa chắc là đường tăng, huống ngoại trừ bát giới cùng sa tăng còn có chư thần âm thầm bảo hộ, hẳn là không sao cả. Tôn ngộ không suy nghĩ một chút đã cùng, gật đầu một cái nói, đã như vậy, vậy cứ quyết định như vậy, sư thúc cũng sớm đi nghỉ tạm a. À. Sau đó mấy người mỗi bên trở về phòng ngủ, đến rồi lúc nửa đêm, đã tiến nhập mộng đẹp Võ Minh, đột nhiên bị một hồi tiếng công thức dậy, Võ Minh dựng lỗ tai lên cẩn thận nghe xong một cái, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng gió, phía ngoài trên đường cái, có người một bên gõ la, một bên la lớn, yêu quái tới. Yêu quái tới. Võ Minh vội vã mặc quần áo xong, vọt ra ngoài, đi ra phía ngoài trong sân vườn lúc này lục nhĩ mi hầu cùng tôn ngộ không cũng đều chui ra sau đó trư bát giới cùng sa hòa thượng cũng đều chạy ra không bao lâu chỉ thấy nam diện bay tới một đám mây đen giữa không trung lóe ra một cái yêu quái dáng dấp vô cùng hung ác trư bát giới mở miệng cười nói cái này là từ đâu chạy tới quái vật dáng dấp so với ta đây lão trư còn xấu võ minh xoay người đối với mọi người hỏi các ngươi có từng nhận thức cái yêu tinh này sa hòa thượng lắc đầu nói ta lại chưa từng cùng hắn quen biết nơi nào nhận được trư bát giới cũng nói ta đây lão trư cũng chưa từng cùng hắn dùng trà uống rượu, cũng không nhận biết. Tôn ngộ không cười nói, ta đây lão tôn nhìn hắn bộ dáng như vậy, ngược lại giống như đông nhạc thiên tề thủ hạ giữ cửa chính là cái kia tiếu mặt kim tình quỷ. Võ Minh lắc đầu nói, không phải, người này cũng không âm linh ác quỷ. Trư bác giới nhíu mày nói, người này hưng khởi như vậy một trận cuồng phong, phải là kỳ lân sơn tái thái tuế a. À? Tôn ngộ không cười nói, mặc dù không phải, khẳng định cũng là theo chân bọn họ một nhóm, đợi ta đây lão tôn bên trên đi hỏi một chút hắn, liền biết nội tình. Lấy nhảy lên đụng mây, ngăn cản cái kia yêu quái. Tôn Ngộ không phấn chấn thần uy, cầm thiết bổng, đạp tường quan phi trên không trung, trước mặt quát lên, ngươi là ở đâu tới yêu ma, dám can đảm đến đó dương oai. Cầu đề cử. Tấu chương hết. Chương 316, Tôn Ngộ không đoạt đầu người. Tôn Ngộ không phấn chấn thần uy, cầm thiết bổng, đạp tường quan phi trên không trung, trước mặt quát lên, ngươi là từ đâu tới yêu ma, dám can đảm đến đó dương oai. Quái vật kia vội vã ngừng lại, trên dưới quan sát một chút tôn ngộ không, lớn tiếng gọi to, ta là kỳ lân sơn giải trí động tái thái tuế đại vương bộ hạ tiên phong, nay phụng đại vương lệnh, đến đó lấy cung nữ hai tên, hầu hạ kim thánh nương nương. Ngươi là người phương nào, dám đến hỏi ta? Thì ra chỉ là một tiên phong. Tôn ngộ không đích thì thầm một tiếng, lập tức lớn tiếng hồi đáp, cái kia yêu quái ngươi đứng vững vàng, ta đây lão tôn danh hào nói ra sợ hù chết ngươi. Ta đây lão tôn chính là 500 năm trước đại náo thiên cung tôn ngộ không? bởi vì đảm bảo đông thổ đường tăng tây thiên bái phật đi ngang qua này quốc biết ngươi tên này yêu ma lớn chủ đặc biệt triển khai hùng tài trị quốc thư tà đang không có chỗ tìm ngươi ngươi lại tới đây toi mạng ngươi là tề thiên đại thánh tôn ngộ không cái kia yêu quái mở to hai mắt nhìn hỏi chính là ta đây lão tôn như thế nào đây sợ mất mật đi tôn ngộ không vẽ mặt đắc ý nói phi cái kia yêu quái mặt coi thường mắng bản tiên phong chỉ là xác nhận một chút danh hào của ngươi, bản tiên phong thủ hạ không giết vô danh chi tướng, ngươi cái này không biết nơi nào chạy đến khỉ hoang, ta khuyên ngươi một câu, đừng vội xen vào việc của người khác, không công bỏ mạng, hối hận thì đã muộn. Phốc phốc. Trư bác giới nhịn không được cười nói, con khỉ này còn đồ mặt dày đâu, không nghĩ tới cái này yêu quái căn bản không chấp nhận nợ nần, cái này hầu tử muốn bị tức giận thổ huyết. Sa tăng lắc đầu nói ra, ta dám nói cái này yêu quái sẽ chết rất thê thảm hắn biết vì sự dốt nát của mình cùng ngu xuẩn mà trả giá nhất giá cao thảm trọng. Hiển hách. Tôn ngộ không quả nhiên tức giận nghe răng trận mắt, lớn tiếng mắng, vô tri yêu quái, muốn chết. Ăn ta đây lão tôn một gậy. Nói quang lên kim cô bỗng hướng về kia yêu quái đập tới. Cái kia yêu quái căn bản chưa nghe nói qua tôn ngộ không danh hào, càng không biết tôn ngộ không lợi hại, cái gọi là người không biết can đảm. Cái kia yêu quái dĩ nhiên không biết sống chết muốn một cây thương thép tiến lên đón, cùng tôn ngộ không chiến thành một đoàn. Cái này yêu quái cũng quả thật có chút bản lĩnh, bất quá cũng hoàn toàn không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, giao thủ hai cái hiệp, mặc dù không có bị thua, thế nhưng cái này yêu quái cũng biết Tôn Ngộ Không lợi hại, thấy mình không phải là đối thủ, tránh thoát Tôn Ngộ Không kim cô bổng, đột nhiên hóa thành một hồi hắc phong, hướng tây chạy trốn. Nhưng mà cái kia yêu quái mới vừa chạy đi mấy trăm mét, lúc này không gian đột nhiên sản sinh một tia rung động, sau đó một cái bóng người màu vàng ống đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay một cây thần thương, không nói lời nào hướng về kia yêu quái đâm đi qua cái kia yêu quái quá sợ hãi, muốn tránh né đã không còn kịp rồi, liền vội vàng đem thương thép hoành ở trước ngực, muốn ngăn trở một kích trí mạng này. Xoẹt! Sợ dạ thần thương ở yêu quái trên cán thương cọ sát ra một đám lửa tinh, sau đó từ thương hạ xuyên qua, tiếp tục hướng phía trước đâm tới, phốc phốc một tiếng, một cổ tiên huyết bắn nhanh mà ra, sợ dạ thần thương trực tiếp đâm vào cái kia yêu quái ngực. a, à. Cái kia yêu quái bị đau, nhịn không được phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Lúc này Tôn Ngộ không đột nhiên từ phía sau đuổi theo, quăng lên kim cô bỗng một gậy đập xuống, quanh. Một tiếng đem cái kia yêu quái đầu đập dường như nát vụn tay qua, cả người cũng rõ ràng lùng một đoạn, nghiêm trọng biến hình, từ không trung trụy lạc, té thành một cục thịt. Không trung tiên huyết vẫy ra, phiêu phiêu dương dương bắt đầu rơi xuống một hồi huyết vũ, võ minh vội vã trốn qua một bên, cao mày mắng to, xuống hầu tử, ngươi dám đoạt người của lão tử đầu. Hắc hắc. Công ngộ không cười hắc hắc, xoay người đối với võ minh nói ra, sư thúc bất giận, cái này yêu quái thực sự làm càng, lại dám khinh thị ta đây lão tôn, ta đây lão tôn sao có thể tha cho hắn. Võ Minh cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất yêu quái, lắc đầu nói ra, đáng tiếc. Cái này không biết sống chết yêu quái, chết không có gì đáng tiếc, có gì có thể tiếc. Tôn ngộ không vẻ mặt không hiểu hỏi. Võ Minh khe khẽ thở dài nói ra, ta vốn còn muốn bắt cái người sống, tìm hiểu một ít tin tức, không nghĩ tới ngươi con khỉ này như vậy bạo ngược, lập tức đã đem hắn đánh chết. Hắc hắc. Tôn ngộ không cười hắc hắc nói ra, không phải chính là một cái yêu quái sao. Chết cũng đã chết. Võ Minh cao mày suy nghĩ một chút, sau đó hỏi cái này yêu quái mới vừa nói là phụng tái thái tuế chi mệnh, đến đây đòi cung nữ đi hầu hạ kim thánh cung. Cái này yêu quái đúng là nói như vậy. Tôn Ngộ không gật đầu nói rằng. Võ Minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn Tôn Ngộ không nói ra, Ngộ không, ngươi đánh chết ta một cái yêu quái, nên bồi ta một cái yêu quái mới đúng. Bồi ngươi yêu quái. Hắn đều đã chết, cái này thường thế nào nhỉ? Cùng lắm thì ta đây lão Tôn rồi đến kỳ lân sơn đi bắt một cái là được tôn ngộ không cao mày vẻ mặt khó khăn nói. Không được. Võ Minh khoát tay áo, chỉ vào phía dưới đã biến thành một cục thịt yêu quái nói ra, ta chỉ cần cái này yêu quái, tái thái tuế bộ hạ tiên phong. Tôn ngộ không cúi đầu nhìn một chút, có ngẩng đầu nhìn liếc mắt Võ Minh, chỉ thấy Võ Minh tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình, dường như có thâm ý khác, tôn ngộ không con khỉ này luôn luôn thông minh, con người đảo một vòng, tỉ mỹ nghĩ lại, liền hiểu Võ Minh dụng ý, vội vã gật đầu nói ra, ta đây lão tôn bồi ngươi một cái tiên phong là được. Lúc này trư bác giới chạy tới thi thể kia trước mặt, cẩn thận nhìn một hồi, ngẩng đầu lên hô, hầu ca nha. Ngươi cái này thủ không khỏi cũng quá nặng điểm A. Đều đánh thành một đống thịt nát, liền là cái thứ gì cũng không nhìn ra được. Như thế nào cầm lấy thỉnh công? Võ Minh cùng tôn ngộ không cũng dán xuống đụng mây, tôn ngộ không cúi đầu nhìn thoáng qua, cao mày nói ra, xem ra chắc là chỉ báo tử, xá lị các loại đồ đặc thành tinh, chỉ là vừa mới quá gấp, liền tên cũng không hỏi đi ra, lúc này trư bác giới từ dưới đất nhặt lên một tấm bảng cười nói ra nơi đây còn có một mặt lệnh bài võ minh đi tới từ trư bác giới trong tay nhận lấy cái lệnh bài kia là một khối nạm vàng con bài ngà trên đó viết một hàng chữ tiên phong đại tướng một thành viên có trước có sau thân cao chính thức hoàn nhãn kim tình trưởng dùng dắt không bản số liền giả võ minh mới vừa nhìn xong trư bác giới lại một đem đoạt mất cười hắc hắc nói ra đây là ta đây lão trư tìm được rồi liền thuộc về ta đây lão trư võ minh một bả lại đoạt lấy tức giận nói ra, ngươi cái này ngốc tử, muốn thứ này làm cái gì? Đây chỉ là nạm vàng, giá trị không được bao nhiêu tiền. Trư bác giới cười hắc hắc nói ra, nạm vàng cũng là vàng cũng, luôn có thể đổi bữa cơm tiền A. À. Sư thúc ngươi cũng biết, ta đây lão trư dạ dày tràn đại, thường thường ăn không đủ no. Võ Minh thực sự không tâm tình nghe trư bác giới nhắc tới những thứ này, trực tiếp đem cái kia con bài nhà ném cho tôn ngộ không, nghiêm trang nói ra, cái này con bài nhà ta còn hữu dụng, ngươi muốn là muốn, cũng không phải là không thể được, cầm cái này con bài ngà sau đó, ngươi phải theo ta đi kỳ lân sơn hàng yêu. Trư bác giới nghe lời này một cái, vội vã lắc đầu nói ra, yêu quái là hầu ca đánh chết, cái này chiến lợi phẩm tự nhiên cũng thuộc về hầu ca. Cầu đề cử Chương 05 Tấu chương hết Chương 317, Kỳ Lân Sơn Tôn Ngộ không tiếp nhận cái viên này con bài ngà nhìn thoáng qua, cười nói, người này là có trước có sau, tốt tên kỳ cục nha. Ta đây lão Tôn một gậy xuống phía dưới, gọi hắn biến thành hữu tử vô sinh võ minh mỉm cười mơ hồ nhớ kỹ cái kia tái thái tuế thủ hạ có cái tâm phúc giáo gọi có qua có lại không có nghĩ tới cái này tiên phong gọi có trước có sau cái này tái thái tuế còn thật biết đặt tên nha tôn ngộ không lật xem một lượt cái viên này con bài ngà nhảy tới võ minh trước mặt cười hì hì nói sư thúc cái này tiên phong là phụng tái thái tuế mệnh lệnh đến đây chu tử quốc đòi cung nữ ta đây lão tôn có thể bồi ngươi một cái yêu quái thế nhưng cái này cung nữ võ minh mỉm cười nói chuyện nào có đáng gì võ minh lấy biến hóa nhanh chóng biến thành một cái cung nữ, sanh cũng là xinh đẹp động nhân, xinh đẹp động lòng người. Ha ha! Tôn ngộ không cười ha ha lấy nói, hay nha! Sư thúc bản lĩnh quả nhiên là càng ngày càng lợi hại. Trư bác giới thấy võ minh biến thành một gã cung nữ, cười hì hì tiếng lên trước, quyệt đại miệng dài nói, đây là nơi nào tới một cái kiều tích tích mỹ nhân nha. Tới, cho ta đây lão trư cười một cái. Võ minh khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đi tới một bả níu lấy trư bác giới lỗ tai, lớn tiếng mắng, tốt ngươi một cái trư bác giới, ngươi không phải muốn cười một cái sao? Vậy ngươi ngược lại là cười nha. Ai u? Đau chết ta đây lão trư. Trư bác giới liền vội xin tha nói, sư thúc tha mạng nha. Ta đây lão trư chính là thuận tay mở câu vui đùa, còn như ra tay ác độc sao? Võ Minh thấy cái này ngốc tử đau nhe răng trợn mắt, hừ lạnh một tiếng nói, hanh. So với khóc đều khó coi hơn. Tự tất gia cười mở một điểm. Trư bác giới bất đắc dĩ, chỉ có thể cố nặng ra một bộ khuôn mặt tươi cười, Võ Minh lúc này mới một tay lấy Trư Bát Giới đẩy sang một bên, tức giận, cười thật hắn sao ác tâm. Trư Bát Giới địch lấy lỗ tai ngoan ngoãn lui sang một bên, cũng không dám, nửa lắm mồm. Đáng đời. Tôn Ngộ không cười nói, sư thúc, trước đừng động cái này ngốc tử, cái kia tái thái tuế muốn hai cái cung nữ, bây giờ còn thiếu một cái đâu. Võ Minh xoay người nhìn thoáng qua bên cạnh đang gặm quả đào lục nhĩ mi hầu, sợ đến lục nhĩ mi hầu kém chút liền hột đào đều nuốt xuống. Yếu ớt mà hỏi, sư phụ, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi bây giờ cái dạng này, dường như thay đổi càng đẹp mắt. Ít nói nhảm, nhanh lên tới đây cho ta." Võ Minh thuận miệng nói. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới, Võ Minh trên dưới quan sát liếc mắt Lục Nhĩ Mi Hầu, thúc giục, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên biến nha." "Biến cái gì?" Lục Nhĩ Mi Hầu cố ý giả bộ ngu nói. "Biến cung nữ." Võ Minh hung hăng trợn mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu liếc mắt. Lục Nhĩ Mi Hầu nào dám không theo, biến hóa nhanh chóng, cũng biến thành một gã cung nữ. Võ Minh nhìn thoáng qua Lục Nhĩ Mi Hầu, nhịn không được nhíu mày, giơ tay lên ở Lục Nhĩ Mi Hầu trên đầu hung hăng gõ một cái, tức giận mắng: "Ngươi có phải hay không ngốc? Ta để cho ngươi biến cung nữ, ai cho ngươi theo ta biến thành giống nhau như đúc?" Thì ra Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành cung nữ, dĩ nhiên cùng Võ Minh thay đổi giống nhau như đúc. Lục Nhĩ Mi Hầu bưng đầu, vẻ mặt ủy khuất nói: "Nơi đây cũng không có người khác nha. Ta làm sao biết biến thành bộ dáng gì nữa? Chỉ có thể dựa theo bộ dáng của ngươi thay đổi." Ha ha. Tôn Ngộ không nhịn không được ha ha phá lên cười, nhìn một chút Võ Minh, lại nhìn một chút Lục Nhĩ Mi Hầu, cười nói, như vậy cũng được, chính là xong bào thai, ngược lại cái kia yêu quái cũng không biết. Võ Minh suy nghĩ một chút đã cùng, gật đầu một cái nói, cũng tốt, vậy cứ như vậy đi. Ngươi liền theo ta, không cần loạn nói, cũng không nên tự tiện hành động. Minh Bạch. Lục Nhĩ Mi Hầu khéo léo gật đầu. Lúc này Tôn Ngộ không biến hóa nhanh chóng, đã biến thành cái kia yêu quái tiên phong có trước có sau. Công ngộ không học cái kia yêu quái thanh âm hỏi sư thúc, chúng ta khi nào thì đi nhỉ? Võ Minh cao mày vẻ mặt nghiêm túc nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi trước kỳ lân sơn, để tránh khỏi tiết lộ phong thanh. Công ngộ không gật đầu, sau đó đối với trư bác giới cùng sa hòa thượng phân phó nói, hai vị sư đệ, các ngươi ở lại chu tử quốc, rất bảo hộ sư phụ an toàn, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ xuất, Chúng ta đi trước hàng phục cái kia kỳ lân sơn yêu quái, rất nhanh thì có thể trở về. Trư bác giới cùng sa tăng vội vã đáp ứng nói hầu ca yên tâm chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sư phụ an toàn tôn ngộ không hài lòng gật đầu sau đó ba người bay lên trời cưỡi mây nhanh chóng hướng về nam diện bay đi bởi sợ cái kia yêu quái đem lòng sinh nghi ba người cũng không dám phi quá nhanh đến rồi ngày thứ hai ánh bình minh vô cùng mới đi tới kỳ lân sơn tôn ngộ không đứng ở mây mù bên trong ngắm nhìn kỳ lân sơn phương hướng rất nhanh liền phát hiện một cái sơn động tôn ngộ không hưng phấn nói sư thúc ngươi xem nơi đó chính là tái thái tuế giải trị động võ minh gật đầu một cái nói ngộ không xuống phía dưới sau đó, hai chúng ta nhất định sẽ được đưa đến kim thánh cung chạy đi đâu, vừa lúc nhân cơ hội tìm hiểu một cái cái này tái thái tuế nội tình, ngươi cũng không nên gấp động thủ, kiên trì đợi thời cơ. Sư thúc yên tâm đi. Tôn Ngộ không gật đầu một cái đáp ứng, sau đó cười nói, chỉ là muốn giấu giếm được cái kia yêu quái, chỉ có thể có tội. Không sao cả. Võ Minh khẽ gật đầu. Sau đó Tôn Ngộ không hai tay phân biệt bắt lại Võ Minh cùng Lục Nhĩ Mi hầu biến thành cung nữ, nhanh chóng hướng về giải trí động, gọi mở cửa động sau đó tôn ngộ không vội vội vàng vàng xông vào cái kia yêu vương tái thái tuế biết được tiên phong đã trở về vội vã chạy tới đại sảnh ngồi ở một bả hổ trên ghế da chỉ thấy tiên phong mang theo hai cái cung nữ sải bước đi tiến đến cái kia tái thái tuế nhịn không được cười ha ha nổi lên tôn ngộ không đi ra phía trước đem hai cái cung nữ để qua một bên chắp tay nói tham kiến đại vương phụng mệnh đi vào chu tử quốc đòi cung nữ bây giờ mang về cung nữ hai gã tốt tái thái tuế hài lòng gật đầu một cái nói có trước có sau Người lần này tôi làm được không sai, bản đại vương trùng điệp có thưởng. Cái kia tái thái tuế lấy nhìn thoáng qua cái kia hai cái cung nữ, nhíu mày nói, di. Hai cái này cung nữ làm sao lớn lên giống nhau như đúc? Tôn ngộ không vội vàng trả lời, khởi bẩm đại vương, hai cái này cung nữ là song bào thai, cố ý chọn lựa ra, hai người nhu thuận hiểu chuyện, phục sức kim thánh nương nương là không thể tốt hơn nữa. Tốt. Tái thái tuế mắt bốc dâm quang, không ngừng tại nơi hai cái cung nữ trên người đảo quanh, càng xem càng thỏa mãn, khoát tay áo nói, trước đưa bọn họ mang đi nương nương nơi ở, hầu hạ nương nương. Là, bên cạnh lóe ra hai cái yêu, đem võ minh cùng lục nhĩ mi hầu biến thành hai cái cung nữ lôi đi. Lúc này tái thái tuế đột nhiên mở miệng hỏi, có trước có sau, ta để cho ngươi dò xét tin tức, có từng đánh tìm hiểu rõ. Công ngộ không trong lòng hơi kinh hãi nghĩ thầm phía trước cái kia yêu quái chỉ là đi thỉnh cầu cung nữ, không có nghe muốn đánh tham tin tức gì nha. Tôn ngộ không con ngươi đảo một vòng, cười gật đầu một cái nói, khởi bẩm đại vương, đúng là chu tử quốc bên trong dò thăm một ít tin tức. Cầu đề cử. Tấu chương hết. Chương 318, lẫn vào giải trí động. Ồ. Tái thái tuế mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng hỏi, ngươi ở đây chu tử quốc dò thăm tình huống gì? Tôn ngộ không căn bản không biết cái này tái thái tuế làm cho cái kia yêu quái đi tìm hiểu cái gì tình báo, ở tình huống như vậy dưới, tôn ngộ không chỉ có thể đem chu tử quốc tình huống như thực chất hội báo, để tránh khỏi bị cái này yêu quái hoài nghi. Vì vậy tôn ngộ không nói ra, tiểu nhân dò thăm, cái kia chu tử quốc quốc vương quả thực tuyên bố hoàng bản tuyển nhận pháp sư hàng yêu cái gì tái thái tuế nghe vậy giận tiếng mặt vỗ bàn một cái đứng lên nổi giận đùng đùng nói ra cái này không biết trời cao đất rộng tên thật sự là gan to bằng trời dĩ nhiên thật dám đối phó bản đại vương đại vương bớt giận tôn ngộ không vội vã khuyên lơn cái kia chu tử quốc, quốc quốc vương không biết chúng ta đại vương lợi hại mới sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn cử động ừm tái thái tuế gật đầu nói ra vậy bọn họ có từng tuyển nhận đến lợi hại gì pháp sư không có tôn ngộ không mặc coi thường nói ra liền chu tử quốc những cái này giá áo túi cơm ở đâu có lợi hại gì pháp sư cái kia quốc vương trương ra khỏi hoàng bản sau đó ngược lại là có không ít người đi ít bản thế nhưng đều là một ít bọn biệt bận giang hồ mà thôi căn bản không có bản lãnh thật sự gì cái kia quốc vương dưới cơn nóng giận đem các loại phiến tử tất cả đều đẩy ra ngọ môn trảm thủ quan hai ngày này đã giết mười mấy người ô ha ha tái thái tuế nhịn không được ha ha phá lên cười vẻ mặt đắc ý nói ra, coi như hắn mời dưới thiên binh thiên tướng, bản đại vương cũng không sợ hắn. Chỉ là cái này quốc vương không biết điều, nên cho hắn một chút giáo húng mới là. Đại vương nói là. Tôn ngộ không cười hồi đáp, tiểu nhân đến rồi chu tử quốc sau đó, sợ đến cái kia quốc vương trốn vào tránh yêu lâu bên trong, tiểu nhân hơi thi pháp lực, đã đem cái kia quốc vương khai ra vài cái pháp sư toàn bộ đều ăn hết. Cái kia quốc vương bị dọa đến đồ cứt đá giàn dụa, cuối cùng ngoan ngoãn dân ra hai cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cung nữ. Ha ha, coi như hắn thức thời. Tái thái tuế nói nhãn quan ở tôn ngộ không trên người quan sát một lần, liếc mắt ánh mắt gian tà quay tiếp một vòng, cười nói ra, có trước có sau, ngươi lần này tôi làm được xinh đẹp, bản đại vương trùng điệp có thưởng, ngươi bôn ba bận rộn một đêm, nói vậy cũng mệt mỏi, về trước đi nghỉ ngơi đi. Sau đó bản đại vương liền sẽ phái nhân tương ban cho vật của ngươi đưa qua cho ngươi. Đa tạ đại vương. Tôn ngộ không vội vã trí tạ, sau đó rất cung kính lui ra ngoài, trước khi ra cửa là ngẩng đầu nhìn một cái tái thái tuế, thầm nghĩ trong lòng, trước hết để cho ngươi cái này nghiệp xúc đắc ý một hồi, như thế này xem ta đây lão tôn làm sao thu thập ngươi. Lại nói võ minh cùng lục nhĩ mi hầu biến thành cung nữ, bị hai cái tiểu yêu dẫn tới phía sau động, thấy xa màu môn tráng lệ, chính là kim thánh nương nương nơi ở, thẳng vào bên trong nhìn lên, có hai tiểu đội yêu hồ yêu lộc, mỗi một người đều biến thành mỹ nữ chi hình, hầu hạ ở bên, chính giữa ngồi cái kia nương nương, tay nâng cái má, mang bộ mặt sầu thảm, quả nhiên là ngọc dung mềm mại, xinh đẹp xinh đẹp. Lại trang điểm, tán tấn đống nha, sợ trang phục, sai hoàng không mang. Mặt không phấn, lãnh đạm son, phát không dầu, xỏa tung tóc mây. Nổ môi anh đào, cắn chặt răng ngà, mặt nhăn nga mi, lệ im tinh nhãn. Một mảnh tâm, chỉ ức lấy chu tử quân vương, trong lúc nhất thời, hận không rời thiên la địa võng. Quả thật là, tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, mệt mỏi không nói đối với đông phong. Võ Minh ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia kim thánh cung, thầm nghĩ trong lòng, dáng dấp cũng đã được coi khuynh quốc khuynh thành, Thảo nào cái kia quốc vương đối nàng nhớ mãi không quên, vì đem đón về, Tình nguyện đem Giang Sơn chấp tay nhường ra, ra khỏi thành vì dân. Một tên trong đó tiểu yêu tiếng lên nói ra, khởi bẩm nương nương, đại vương phái tiên phong lấy đi hai gã cung nữ đưa đến. Võ Minh cùng Lục Nhĩ Mi hầu cũng không hành lễ, chỉ là đứng ở nơi đó, giả trang ra một bộ sợ dáng vẻ. Cái kia nương nương ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mở miệng nói ra, hai cái này cung nữ, thật là không có cấp bậc lễ nghĩa. Nghĩ tới ta tại nơi Chu tử quốc bên trong, cùng vương cùng hưởng vinh hoa lúc, cái kia thái sư làm thịt gặp nhau bổn cung cũng đều phủ phục bụi bậm không dám ngưỡng mộ hai cái này nho nhỏ cung nữ thật không ngờ vô lễ lúc này bên cạnh thị tỳ tiến lên nói ra nương nương thứ tội hai người này đều là mới bị thu tới trong động chỉ sợ là bị kinh hách lúc này mới mất cấp bậc lễ nghĩa cái kia kim thánh cung nương nương con ngươi đảo một vòng nhìn cái kia hai cái cung nữ hỏi hai người các ngươi là vừa từ chu tử quốc tới chính là võ minh hồi đáp cái kia nương nương mặt lộ sắc mặt vui mừng liền vội vàng nói nếu là mới từ chu tử quốc tới, nói vậy biết quốc vương bệ hạ tin tức. Võ Minh vội vàng trả lời, tự nhiên biết, quốc vương bệ hạ còn để cho chúng ta cho nương nương mang nói chuyện, chỉ là nhiều người ở đây nói linh tinh, chỉ sợ không phải chỗ nói chuyện. Cái kia nương nương cái này mới tỉnh ngộ lại, xoay người đối với những cái này thì Tỳ phân phó nói, các ngươi toàn bộ đều lui ra đi. Những cái này thì Tỳ ngược lại cũng không dám chống lại mệnh lệnh, từng cái ngoan ngoãn lui ra ngoài, Võ Minh hướng về phía Lục Nhĩ Mi hầu sử một cái ánh mắt, Lục Nhĩ Mi hầu vội vã đóng cửa cửa phòng thuận tay bố trí một cái kết giới, phòng ngừa bên ngoài có người nghe trộm. Sau đó võ minh đưa tay ở trên mặt một, biến thành lúc đầu tướng mạo, cái kia kim thánh cung sợ đến kinh hô một tiếng, võ minh liền vội vàng nói, nương nương chớ sợ. Chúng ta là quốc vương bệ hạ phái tới cứu ngươi hồi cung. Kim thánh cung trong bụng hơi định, cao mày hỏi ngươi là nói ngươi là quốc vương bệ hạ phái tới cứu bổn cung. Chính là. Võ minh gật đầu nói ra, mấy ngày trước đây quốc vương phát xuống hoàng bản, tuyển nhận pháp sư hàng yêu. Vừa lúc bọn ta đi ngang qua Chu Tử Quốc, vì vậy liền bóc hoàn bản bị quốc vương bệ hạ bái làm khách quý quốc vương bệ hạ đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ đều nói cho chúng ta biết khẩn cầu bọn ta hàng yêu trừ ma đón về kim thánh cung nương nương kim thánh cung trầm ngâm một hồi sau đó hỏi ngươi quả là từ chu tử quốc mà đến không biết bệ hạ hiện tại như thế nào võ minh thuận miệng nói ra từ nương nương bị cái kia yêu quái hút tới sau đó quốc vương bệ hạ u buồn thành bệnh bây giờ đã nằm trên giường ba năm gần nhất bệnh tình càng nghiêm trọng hơn a à, cái kia kim thánh cung nghe vậy kinh hô một tiếng che mặt khóc trống lên. Võ Minh vội vã khuyên lơn, nương nương chớ buồn, muốn chữa cho tốt quốc vương bệ hạ bệnh, ngược lại cũng không khó. Kim Thánh cung liền vội vàng hỏi, xin hỏi tiên sinh, như thế nào mới có thể chữa chữa bệ hạ nhanh? Võ Minh miễn cười giải thích, chuyện nào có đáng gì? Tục ngữ nói cởi chuông phải do người buộc chuông, bệ hạ nguyên nhân bệnh nương nương mà sống, chỉ cần có thể hàng phục cái kia yêu quái, nên tiếp nương nương hồi cung, bệ hạ bệnh tự nhiên không trị mà bình phục. Lời này là thật cái kia kim thánh cung lập tức mặt lộ vẻ vui mừng sau đó nhíu mày vẻ mặt lo lắng nói ra chỉ là cái kia tái thái tuế thần thông quảng đại như thế nào mới có thể đem bên ngoài hàng phục võ minh nhỏ bé cười nói ra hàng yêu trừ ma sự tình liền giao cho chúng ta bất quá chúng ta cần nương nương phối hợp một chút như thế nào phối hợp kim thánh cung liền vội vàng hỏi võ minh cười giải thích ta nghe nói cái kia yêu quái trong tay có một cái pháp bảo có thể phun yên phun lửa phun cát không biết thật hay giả Vạn phần cảm tạ bạn đọc gian thành tử cùng trà làng gió hùng hồn khen thưởng. Tấu chương hết. Chương 319, lẫn vào giải trĩ động. Ồ! Tái thái tuế mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng hỏi, ngươi ở đây chu tử quốc dò thăm tình huống gì? Tôn ngộ không căn bản không biết cái này tái thái tuế làm cho cái kia yêu quái đi tìm hiểu cái gì tình báo, ở tình huống như vậy dưới, tôn ngộ không chỉ có thể đem chu tử quốc tình huống như thực chất hội báo, để tránh khỏi bị cái này yêu quái hoài nghi. Vì vậy tôn ngộ không nói ra, tiểu nhân dò thăm, cái kia chu tử quốc quốc vương quả thực tuyên bố hoàng bản tuyển nhận pháp sư hàng yêu cái gì tái thái tuế nghe vậy giận tiếng mặt vỗ bàn một cái đứng lên nổi giận đùng đùng nói ra cái này không biết trời cao đất rộng tên thật sự là gan to bằng trời dĩ nhiên thật dám đối phó bản đại vương đại vương bớt giận tôn ngộ không vội vã khuyên lơn cái kia chu tử quốc, quốc quốc vương không biết chúng ta đại vương lợi hại mới sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn cử động ừm tái thái tuế gật đầu nói ra vậy bọn họ có từng tuyển nhận đến lợi hại gì pháp sư không có tôn ngộ không mặc coi thường nói ra liền chu tử quốc những cái này giá áo túi cơm ở đâu có lợi hại gì pháp sư cái kia quốc vương trương ra khỏi hoàng bản sau đó ngược lại là có không ít người đi ít bản thế nhưng đều là một ít bọn biệt bận giang hồ mà thôi căn bản không có bản lãnh thật sự gì cái kia quốc vương dưới cơn nóng giận đem các loại phiến tử tất cả đều đẩy ra ngọ môn trảm thủ quan hai ngày này đã giết mười mấy người ô ha ha tái thái tuế nhịn không được ha ha phá lên cười vẻ mặt đắc ý nói ra, coi như hắn mời dưới thiên binh thiên tướng, bản đại vương cũng không sợ hắn. Chỉ là cái này quốc vương không biết điều, nên cho hắn một chút giáo huấn mới là. Đại vương nói là. Tôn ngộ không cười hồi đáp, tiểu nhân đến rồi chu tử quốc sau đó, sợ đến cái kia quốc vương trốn vào tránh yêu lâu bên trong, tiểu nhân hơi thi pháp lực, đã đem cái kia quốc vương khai ra vài cái pháp sư toàn bộ đều ăn hết. Cái kia quốc vương bị dọa đến đồ cất đá giàn dụa, cuối cùng ngoan ngoãn dân ra hai cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cung nữ. Ha ha, coi như hắn thức thời. Tái thái tuế nói nhãn quan ở tôn ngộ không trên người quan sát một lần, liếc mắt ánh mắt gian tà quay tiếp một vòng, cười nói ra, có trước có sau, ngươi lần này tôi làm được xinh đẹp, bản đại vương trùng điệp có thưởng, ngươi bôn ba bận rộn một đêm, nói vậy cũng mệt mỏi, về trước đi nghỉ ngơi đi. Sau đó bản đại vương liền sẽ phái nhân tương ban cho vật của ngươi đưa qua cho ngươi. Đa tạ đại vương. Tôn ngộ không vội vã trí tạ, sau đó rất cung kính lui ra ngoài, trước khi ra cửa là ngẩng đầu nhìn một cái tái thái tuế, thầm nghĩ trong lòng, trước hết để cho ngươi cái này nghiệp xúc đắc ý một hồi, như thế này xem ta đây lão tôn làm sao thu thập ngươi. Lại nói võ minh cùng lục nhĩ mi hầu biến thành cung nữ, bị hai cái tiểu yêu dẫn tới phía sau động, thấy xa màu môn tráng lệ, chính là kim thánh nương nương nơi ở, thẳng vào bên trong nhìn lên, có hai tiểu đội yêu hồ yêu lộc, mỗi một người đều biến thành mỹ nữ chi hình, hầu hạ ở bên, chính giữa ngồi cái kia nương nương, tay nâng cái má, mang bộ mặt sầu thảm, quả nhiên là ngọc dung mềm mại, xinh đẹp xinh đẹp. Lại trang điểm, tán tấn đống nha, sợ trang phục, sai hoàng không mang. Mặt không phấn, lãnh đạm son, phát không dầu, xỏa tung tóc mây. Nổ môi anh đào, cắn chặt răng nhà, mặt nhăn nga mi, lệ im tinh nhãn. Một mảnh tâm, chỉ ức lấy chu tử quân vương, trong lúc nhất thời, hận không rời thiên la địa võng. Quả thật là, tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, mệt mỏi không nói đối với đông phong. Võ Minh ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia kim thánh cung, thầm nghĩ trong lòng, dáng dấp cũng đã được coi khuynh quốc khuynh thành, thảo nào cái kia quốc vương đối nàng nhớ mãi không quên, vì đem đón về, tình nguyện đem Giang Sơn chấp tay nhường ra, ra khỏi thành vì dân. Một tên trong đó tiểu yêu tiến lên nói ra, khởi bẩm nương nương, đại vương phái tiên phong lấy đi hai gã cung nữ đưa đến. Võ Minh cùng lục nhĩ mi hầu cũng không hành lễ, chỉ là đứng ở nơi đó, giả trang ra một bộ sợ dáng vẻ. Cái kia nương nương ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mở miệng nói ra, hai cái này cung nữ, thật là không có cấp bậc lễ nghĩa. Nghĩ tới ta tại nơi chu tử quốc bên trong, cùng vương cùng hưởng vinh hoa lúc, cái kia thái sư làm thịt gặp nhau bổn cung cũng đều phủ phục bụi bậm không dám ngưỡng mộ hai cái này nho nhỏ cung nữ thật không ngờ vô lễ lúc này bên cạnh thị tỳ tiến lên nói ra nương nương thứ tội hai người này đều là mới bị thu tới trong động chỉ sợ là bị kinh hách lúc này mới mất cấp bậc lễ nghĩa cái kia kim thánh cung nương nương con ngươi đảo một vòng nhìn cái kia hai cái cung nữ hỏi hai người các ngươi là vừa từ chu tử quốc tới chính là võ minh hồi đáp cái kia nương nương mặc lộ sắc mặt vui mừng liền vội vàng nói nếu là mới từ chu tử quốc tới, nói vậy biết quốc vương bệ hạ tin tức. Võ Minh vội vàng trả lời, tự nhiên biết, quốc vương bệ hạ còn để cho chúng ta cho nương nương mang nói chuyện, chỉ là nhiều người ở đây nói linh tinh, chỉ sợ không phải chỗ nói chuyện. Cái kia nương nương cái này mới tỉnh ngộ lại, xoay người đối với những cái này thì tỳ phân phó nói, các ngươi toàn bộ đều lui ra đi. Những cái này thì tỳ ngược lại cũng không dám chống lại mệnh lệnh, từng cái ngoan ngoãn lui ra ngoài, võ minh hướng về phía lục nhĩ mi hầu sử một cái ánh mắt, lục nhĩ mi hầu vội vã đóng cửa cửa phòng thuận tay bố trí một cái kết giới, phòng ngừa bên ngoài có người nghe trộm. Sau đó Võ Minh đưa tay ở trên mặt một, biến thành lúc đầu tướng mạo, cái kia Kim Thánh cung sợ đến kinh hô một tiếng, Võ Minh liền vội vàng nói, nương nương chớ sợ. Chúng ta là quốc vương bệ hạ phái tới cứu ngươi hồi cung. Kim Thánh cung trong bụng hơi định, cao mày hỏi ngươi là nói ngươi là quốc vương bệ hạ phái tới cứu bổn cung. Chính là. Võ Minh gật đầu nói ra, mấy ngày trước đây quốc vương phát xuống hoàng bản, tuyển nhận pháp sư hàng yêu, vừa lúc bọn ta đi ngang qua Chu Tử quốc, vì vậy liền bóc hoàn bản bị quốc vương bệ hạ bái làm khách quý quốc vương bệ hạ đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ đều nói cho chúng ta biết khẩn cầu bọn ta hàng yêu trừ ma đón về kim thánh cung nương nương kim thánh cung trầm ngâm một hồi sau đó hỏi ngươi quả là từ chu tử quốc mà đến không biết bệ hạ hiện tại như thế nào võ minh thuận miệng nói ra từ nương nương bị cái kia yêu quái hút tới sau đó quốc vương bệ hạ u buồn thành bệnh bây giờ đã nằm trên giường ba năm gần nhất bệnh tình càng nghiêm trọng hơn a à, cái kia kim thánh cung nghe vậy kinh hô một tiếng che mặt khóc trống lên. Võ Minh vội vã khuyên lơn, nương nương chớ buồn, muốn chữa cho tốt quốc vương bệ hạ bệnh, ngược lại cũng không khó. Kim Thánh Cung liền vội vàng hỏi, xin hỏi tiên sinh, như thế nào mới có thể chữa chữa bệ hạ nhanh? Võ Minh mỉm cười giải thích, chuyện nào có đáng gì? Tục ngữ nói cởi chung phải do người buộc chung, bệ hạ nguyên nhân bệnh nương nương mà sống, chỉ cần có thể hàng phục cái kia yêu quái, nên tiếp nương nương hồi cung, bệ hạ bệnh tự nhiên không trị mà bình phục. Lời này là thật cái kia kim thánh cung lập tức mặt lộ vẻ vui mừng sau đó nhíu mày vẻ mặt lo lắng nói ra chỉ là cái kia tái thái tuế thần thông quảng đại như thế nào mới có thể đem bên ngoài hàng phục võ minh nhỏ bé cười nói ra hàng yêu trừ ma sự tình liền giao cho chúng ta bất quá chúng ta cần nương nương phối hợp một chút như thế nào phối hợp kim thánh cung liền vội vàng hỏi võ minh cười giải thích ta nghe nói cái kia yêu quái trong tay có một cái pháp bảo có thể phun yên phun lửa phun cát không biết thật hay giả Vạn phần cảm tạ bạn đọc gian thành tử cùng trà làn gió hùng hồn khen thưởng. Tấu chương hết. Chương 320, Tử Kim Chuông. Cái kia kim thánh cung nương nương nhíu mày nói, cái kia yêu quái quả thật có một món bảo vật, là ba cái kim linh. Hắn đem người đầu tiên hoảng một hoảng, có 300 trượng hỏa quan đốt người, người thứ hai hoảng một hoảng, có 300 trượng yên quan huân nhân, người thứ ba hoảng một hoảng, có 300 trượng cắt vàng mê người. Khói lửa còn chưa kịp, chỉ là cắt vàng độc nhất, như chui vào người lỗ mũi, liền đã thương tính mệnh thì ra là thế. Võ Minh như có điều suy nghĩ gật đầu, Võ Minh tự nhiên biết cái này tái thái tuế, kỳ thực chính là quan âm Bồ Tát tọa kỵ kim mau hống, cũng tự nhiên biết hắn yêu quái trong tay kim linh hết sức lợi hại, sở dĩ hỏi kim thánh cung, cũng bất quá chỉ là vì xác nhận một chút mà thôi. Võ Minh cao mày suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm trang nói, nương nương. Cái này yêu quái cũng không phải khó hàng phục, chỉ là trong tay hắn món bảo bối này hết sức lợi hại, muốn phải trừ hết cái này yêu quái, còn cần mượn nương nương lực. Ta, Kim Thánh Cung vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ta chỉ là một cô gái yếu đuối, nếu có cái kia hàng yêu phục ma bản lĩnh, cũng sẽ không bị hắn trót tới, mệt nhọc ba năm. Võ Minh mỉm cười nói, hàng yêu trừ ma sự tình tự nhiên không nhọc nương nương xuất thủ, nương nương chỉ cần giúp chúng ta một chuyện là được rồi. Hỗ trợ cái gì? Chỉ cần là ta đủ khả năng, tuyệt không chối từ. Kim Thánh Cung vội vàng nói. Võ Minh cười giải thích, kỳ thực cũng rất đơn giản, nương nương như còn nghĩ cái kia chu tử quốc quốc vương, muốn tạm biệt quốc vương, không ngại trước tiên đem những phiền não kia ưu sầu buông, giả trang ra một bộ dáng vẻ cao hứng, cùng cái kia yêu quái tâm sự phu thê tình, hống cái kia yêu quái đem cái kia kim linh giao cho ngươi bảo quản, sau đó ta ở lấy trộm kim linh, hàng phục cái kia yêu quái, cốt tiếp lấy nương nương trở về chu tử quốc cùng quốc vương gặp nhau, không biết nương nương. Ý như thế nào? Kim Thánh cung cao mày suy nghĩ một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói, liền y tiên sinh nói như vậy, chỉ là cái kia yêu quái đem cái kia kim linh xem rất nặng, bình thường đều đừng tại trên lưng, khoảng khắc chưa từng rời khỏi người, chỉ sợ ta không cách nào lừa gạt đi chỗ đó bảo vật, ngược lại lầm đại sự." Võ Minh mỉm cười nói, "Cái này muốn xem nương nương bản lãnh, chẳng qua nếu như thực sự không cách nào lừa gạt đi chỗ đó bảo vật, nương nương cũng không cần phải lo lắng, chúng ta còn muốn những biện pháp khác là được." Kim Thánh cung không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, sau đó Võ Minh làm cho Lục Nhĩ Mi hầu triệt hồi cấm chế, mở ra đại môn, lúc này cái kia nương nương mở miệng phân phó nói, "Người đến." Những cái này hồ ly lộc thị tỳ vội vã đi đến, không người nghe lệnh, Kim Thánh Cung mở miệng phân phó nói, các ngươi phái một người đi trước đình, mời đại vương qua đây nói. Là. Một gã tỳ nữ vội vã lĩnh mệnh, xoay người ly khai hậu cung, đi tới trước mặt lục gia đình, chỉ thấy cái kia tái thái tuế ngồi ở trong đình, trên bàn bày đặt một vò rượu, còn chưa mở phong. Tái thái tuế vỗ vỗ bình rượu, trong mắt tự hồ có hơi không nở ý. Lúc này cái kia tỳ nữ đi tới trước nói, khởi bẩm đại vương, Kim Thánh Cung nương nương cho mời. Cái gì? Tái thái tuế lập tức mặt lộ sắc mặt vui mừng, cười nói, bình thường nương nương chỉ biết mắng ta làm sao hôm nay lại tới mời ta đi qua cái kia tỳ nữ vội vàng trả lời khởi bẩm đại vương hôm nay đại vương đưa tới hai cái cung nữ là từ chu tử quốc mới hút tới cái kia kim thánh cung nương nương đem chúng ta đuổi vừa ra khỏi cung lưu cái kia hai cái cung nữ ở bên trong thật lâu nói đến khi mở cửa cung kim thánh cung nương nương liền phân phó nô tỳ đến đây mời đại vương đi qua còn như là nguyên nhân gì nô tỳ cũng không biết thì ra là thế tái thái tuế gật đầu một đôi con ngươi to quay tích một vòng khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó nói, đi. Mang ta đi hậu cung thấy kim thánh cung nương nương. Tái thái tuế lấy xoay người đi ra lột gia đình, mới vừa đi ra mấy bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền vội vàng xoay người đối với bên ngoài đình một cái yêu phân phó nói, người đem hũ kia rượu cho tiên phong có trước có sau đưa đi, là hắn lần này tôi làm được xinh đẹp, rượu này là bản đại vương thưởng cho hắn. Tuân mệnh. Cái kia yêu vội vã lên tiếng, vội vã ôm bình rượu ly khai. Ngay tại lúc đó, ở hậu cung kim thánh cung nương nương nơi ở, võ minh cùng lục nhĩ mi hầu biến thành hai cái cung nữ rất cung kính đứng ở kim thánh cung phía sau lúc này một con mũi rơi vào võ minh bên tai nhẹ giọng nói sư thúc lúc nào động thủ thu thập cái kia yêu quái ta đây lão tôn đã có chút không kịp đợi võ minh nhẹ giọng nói người con khỉ này chính là nóng ruột cái kia yêu quái trong tay có ba cái kim linh là là một kiện vô cùng lợi hại pháp bảo ta hiện tại trước hết để cho kim thánh cung đem cái kia pháp bảo đã lừa gạt tới sau đó sẽ đối phó cái kia tái thái tuế chính là một đĩa đồ ăn thì ra là thế cái kia tái thái tuế tới rồi, ta đây lão tôn đi ra ngoài trước, nếu như đến động thủ thời điểm, đừng quên thông báo ta đây lão tôn một tiếng. Tôn ngộ không lấy chấn động cánh lặng lẽ bay khỏi hậu cung. Lúc này bên ngoài vang lên tái thái tuế tục tăng tiếng cười, kim thánh cung liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón. Cái kia tái thái tuế thấy kim thánh cung ra nghênh tiếp, hơn nửa đầy mặt hoan hỷ, cũng là hết sức cao hứng. Nhưng mà lúc này Kim Thánh Cung đột nhiên tự tay muốn nâng tái thái tuế đi vào, tái thái tuế sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vã trốn qua một bên, khoát tay áo nói, không dám, không dám. Đều nhờ nương nương dưới yêu, ta sợ tay đau nhất, không dám bộ dạng dựa. Thì ra vàng này thánh cung nương nương bị tái thái tuế hút tới sau đó, tử dương chân nhân vừa lúc từ đây trải qua, sợ cái này yêu quái làm bẩn kim thánh cung, làm trái nhân luân, vì vậy đem một bộ ngũ thải xe a thường, hiến tặng cho tái thái tuế, làm cho hắn cho kim thánh cung mặc vào, cái này tái thái tuế cũng là ngu như bò, thực sự cho kim thánh cung mặc vào, không nghĩ tới kim thánh cung mặc vào bộ y phục này sau đó, cả người mọc đầy độc thứ, tái thái tuế chỉ cần vừa đụng liền bị đâm tay đau vì vậy ba năm này tái thái tuế tuy là sắc tâm bất tử thế nhưng thủy chung không có có thể đắc thủ bị cái kia độc thứ không biết đâm bao nhiêu hồi đều bị đâm sợ lưu lại bóng ma trong lòng lúc này kim thánh cung đã mệnh tỳ nữ chuẩn bị xong rượu và thức ăn vội vã làm cho tái thái tuế ngồi vào vị trí đại vương mời ngồi ta có lời sẽ đối ngươi tái thái tuế thủ sủng nhược kinh ngồi xuống cười nói nương nương có chuyện nhưng không sao cả lúc này võ minh cùng lục nhĩ mi hầu biến thành hai cái cung nữ vội vàng cấp cái này một người một yêu mỗi bên rót một chén rượu kim thánh cung nương nương bưng ly rượu lên nói ta mong đại vương hậu yêu nay đã ba năm dù chưa được cộng chẩm cùng khâm cũng là kiếp trước duyên mới làm trận này phu thê ta trước kính đại vương một ly cảm tạ đại vương hậu yêu lấy uống một hơi cạn sạch hảo 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 cái kia tái thái tuế cũng là thụ sủng nhược kinh vội vã phạm rượu trong chén cười ha hả nói có thể có được nương nương yêu mến cũng là bản vương chi phúc nha. Kim Thánh Cung miễn cưỡng cười vui nói, đại vương, mong đại vương hậu yêu, ta cũng là vô cùng cảm kích, cũng muốn cùng đại vương thân cận, lấy thành phu thê chi thật, làm gì được mặc trên người bộ y phục này, cởi lại cởi không xong, thật sự là không làm sao được, mong rằng đại vương thứ tội. Ta ở chỗ này hướng đại vương bồi tội, lại kính đại vương một ly. Lấy lần nữa bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cầu đề cử. Kỳ thực tử dương chân nhân là người thời tống, khi đó còn chưa ra đời, Bất quá Ngô Thừa Ân lão gia tử có tử dương chân nhân, vậy nhất định có. Tây Du Ký dù sao cũng là, mà không phải lịch sử, trong lịch sử Đường Thái Tông Trinh Quang 23 năm liền băng hà, mà ở Tây Du Ký bên trên, bỏ thêm 20 năm dương thọ, sống đến Trinh Quang 33 năm. Quyển sách cũng là, xem chỉ là vì tiêu khiển, nếu như quá tích cực, vậy không có ý nghĩa. Tấu chương hết.